nó vô rồi nó ăn con chuột, nó ối con chuột rồi nó ra ấy trên con chuột nữa. Trời ơi. Con dện. Dện hả? Dện. Con dện khủng rồi. Con này tầm ký mấy á, nó cắn vô nó cắn lộn với con chuột tan nát luôn kìa. Trời ơi, nó cắn với con chuột. Đầu khổ nó tưa lưa luôn. Nó hoài tử gần hết cái đầu luôn. Ồ, nặng nặng. Ồ, nặng nặng. Ôi. Ui ui. Nhất nha. Một em nhất nha. Hey, chào cả nhà nha. Thì hôm nay anh em mình tiếp tục lại đi thăm bẫy nha cả nhà. Hôm nay anh em mình sẽ thăm bẫy ở vòng vòng ngoài Bà Kè. Anh mình thì đi vô coi bẫy trước rồi. Thì giờ mình sẽ đi theo anh mình vô. Cả nhà muốn biết hôm nay anh em mình có gì hay không thì cả nhà nhớ xem hết video của anh em mình nha. Giờ mình sẽ đi tới điểm mình đặt nha. Nóng không? Có hàng. Con này chắc 3-4 gia mà. Hết chuột rồi. Hết chuột rồi. Quên lấy 7 nữa. Để lên giam lấy vậy. Mình sẽ tới cái kế tiếp này. Chuột con. Vô rồi nó ăn con chuột, nó ối con chuột rồi nó ra ấy trên con chuột nữa. Trời ơi. Con cái con gì vậy? Con dện. Dện hả? Dện. Con dện khủng rồi. Con này tầm ký mấy á, nó cắn vô nó cắn lộn với con chuột tan nát luôn kìa. Trời ơi, nó cắn với con chuột. Đầu khổ nó tưa lưa luôn. Cả nhà thấy cỡ nào rồi cả nhà? Đầy lông luôn, đầy luôn. Như vậy có gọi là khủng chưa? Nó ối một con vậy, nó ăn con của mình vậy, nó ối thêm nữa hai con nữa. Rồi, mà có điều nó bị yếu rồi. Không phải, nó cắn lộn với con chuột á. Ôi nó cắn lầu xương luôn, lầu xương nó ra luôn. Con gái lồng đâu rồi, lấy đi cho đặt lại cho nó rồi. Uổng thấy sợ ta ơi. Cắn tan nát đầu cổ nó được. Khủng quá khủng rồi. Con này là 1 kg mấy 2 kg á. Ừ, 1 kg bèo nhất cũng phải từ 1.3 kg tới 1.5 kg trở lên. Cắn tan nát đầu cổ. Như vậy có gọi là trúng chưa? Nhìn sướng không không tưởng thể cũng tưởng tượng nổi luôn. Bây giờ bắt đầu anh em mình sẽ mở bịch ra cho cả nhà xem vỏ con rắn nha. Xui quá, con rắn bị cắn lộn với chuột, bị thương rồi, bị thương từng cổ rồi. Nó còn giữ đi ghê chứ. Khè quá khè. Ăn nó ấu chuột ra hôi quá. Okay. Trời nó hoài tử gần hết cái đầu luôn à. Hoài tử luôn. Vậy sao nó sống được ta? Cắn lộn với chuột cho dữ. Quá trời rắn. Vậy sao vô ăn ăn uống gì được? Ăn uống gì được vô? Rồi, lấy mắt ra đi, cây sau lưng kìa. Ừ,
có bao tay bắt đi. bắt rắn, con rắn nó chèn cái đường hôm, nó chèn ra luôn cả nhà. Mình chưa kịp nại hôm nữa, hên nó thụt lại rồi, quá bự, không có đường lấy cái hôm lên luôn. Vô đây nó hôm nó gầy lại. Mổ khè. Không biết là 2-3 con chuột trong đây nè. Tại rắn này nó ham ăn. Quá trời luôn. Mở hôm dưới đi. Hôi quá trời hôi. Nó dồn hôm trên nó nông ra. Để cho nó nằm xuống dễ mới. Thôi bùa, Việt Nam có bùa. Rồi, cái đuôi vô bẫy rồi. Vô hồ. Cái đuôi vô thì nó lọt thôi, có đâu. Dướng trên. Nó cái mình nó bự quá, nó dướng lại, dướng da nó đau. Ừ. Quá trời bự mà. Anh Bảy thổi ở trên á. Anh thổi ở trên là nó chạy xuống dưới chứ gì. Đó. Chạy vô không không gì ra. Dướng hôm dưới à. Dạ con hấu giảm chút. Dạ. Ở đây là có hả, ghê quá. Dạ. Rồi con kế tiếp luôn. Việt Nam có bùa. Cái đầu nó trên tay rồi. Dạ con này hấu hành. Ôi cho chào nữa rồi. Hấu hành nhỏ. Tiếp lên cái này khác. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển tới cái kế tiếp luôn. Giờ mình sẽ tới cái kế tiếp nha. Ồ, nặng. Ôi. Nhất nha. Một em nhất nha. Hổ hành quá trời bự luôn. Lấy lòng thay luôn. Ừ. Chà má luôn. Ừ, hổ hành nữa, thằng dân luôn. Mình sẽ tới cái kế tiếp đi. Đấy. Ôi lòng bị bung ra.
lòng bị đẩy ra. Rồi, nhẹ hiệu luôn. Ôi, hết lúa. Vẫn còn chuột. Kỳ vậy ta. Chăm lúa luôn. Trời ơi, nó vô sao cái hôm gài là cứ ngắt luôn. Trời ơi, nó gài. Bự quá. Con hổ hành này ra nha. Việt Nam có bùa. Đó. Ôi, con này ủa con này 7 tấm lạng. 7 tấm lạng, khó hành nhất. 7 tấm lạng luôn là nhất. Được chưa? Tùng nó chạy. Không nhanh tay là ảnh thoát được rồi. Con nó chạy chạy vô làm đấy. Rồi, con thứ ba của ngày hôm nay nha. Tiếp tục đi tiếp thôi. Chúc anh em mình cũng về tới nhà cả nhà ơi. Hôm nay thì anh em mình thu nhập cũng không có được nhiều nữa. Được có con rắn này, con hưu dợn với hai con hổ hành nè. Anh em mình chỉ được có ba con thôi. Đây mình sẽ cầm thử con rắn hưu dợn này cho cái nhà xem nè. Không nè. À, 1,3 kg trừ cái vỏ lưới là 1 gam, còn 1,2 kg. Nhắn này là 1,2 kg cũng đỡ. Đỡ gơ ghê. Ồ nó mập luôn. Thôi nói chung này cũng xin nghỉ. Cân luôn hổ hành luôn. Ờ cân hổ hành luôn. Có cây à, 1,1 kg. Con bự là con 7 tấm lạng, con nhỏ chừng 3 lạng. 1,1 kg trừ cái lưới ra còn ký chứ, tròn ký. Nói chung anh em mình được nhiêu này cũng vui lắm rồi cả nhà ơi. Đỡ là không có ha nha. Thì nói chung anh em mình cũng xin dừng clip tại đây nha. Cả nhà thích kênh thì nhà ủng hộ cho kênh Nếu Có Hiền Vlog nha. Còn giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.